Ok, chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi thử cái chế độ zombie của con Call of Duty Warzone nha anh em. Mình đang ghép team với người lạ. Mình chơi chung với kiểu như mình ghép ngẫu nhiên á. Thì như là cái chế độ zombie này cũng giống như những cái phiên bản trước thôi, là mình sẽ cố gắng phòng giết hết mấy con zombie rồi sau đó mình sẽ thoát khỏi đây. Nhưng mà cũng khá là khó anh em ạ. Am I right in saying this place was some sort of secret evil Nazi science project? Correct. And now it's happening again. The outbreaks we're encountering can be traced back here. Find a way in, team. Mình nghĩ nếu mà bắn zombie thì mình bắn shotgun, cái súng shotgun nó sẽ hay hơn em ạ. Trên tay mình chỉ là cái cây XM4 nè. Phê quá. Lâu lắm rồi mình mới chơi được chế độ zombie của Call of Duty á. Ôi, cái súng của mình khá là mạnh luôn ấy. Ê, sao lưng bồi. Trời ơi, bắn đi gì vậy. Thôi là mình là người tốt đấy. Ôi, cái súng của bạn này bắn kinh quá, một thục là chết kìa. Kinh vậy. Đây là cái chỗ mình sẽ mua đạn nè. Trời ơi, nhiều tiền thì ấy đi trời. Đúng rồi. Có vẻ như sao nhiều lần update rồi cái này nọ, hình như là game này mình thấy nó nặng hơn rồi đó. Chứ có vẻ như nó không được mượt như trước vậy. 1.000 luôn hả? Thôi mình ít lắm, mình có tiền đâu. Đây. Anh em ơi, chỗ này nè. Ôi phê. Thì cũng giống như những con trước thôi, là mình bấm F là mình sẽ dùng mấy cái miếng gỗ anh em, mình dán cái cửa lại. Cây này cây gì đây ta? Cây shotgun nè. Shotgun này thục đã không ta? Tới 1.000 luôn hả? Hello. Gì vậy? Hello luôn mấy ghê. Không biết mình có bật voi chá lên trời này mà mình cười, mình chọc quê đi thôi, nó chửi mình chết. Đi đâu đây? Đi đâu về bồ tèo? Đây nè, trời ơi. Có 1.000 mà không có ông nào chịu phá cửa hết. Ghê thiệt. Như là mình phải đi theo cái hướng mũi tên chỉ không? Cái mục tiêu hiển thị nè. Mấy ông này bắn cây shotgun báo quá vậy. Bắn shotgun gì mà bắn có một phát là chết hết rồi. Như là mình đi ra ngoài kìa, nó có hướng dẫn kìa. Ủa không được à? Đây nè mấy cha ơi, tao mở cửa cho rồi cũng chịu đi. Đây nè, leo lên đây. Cái đầu phòng trồng đổi đâu hết rồi. Mình có kinh nghiệm chơi đột kích mà. Vô đây. Ô, level 2 rồi. Súng được lên level 2 rồi em ơi. Cái lé bồ này là nó khá bọt chứ đấy. Đây nè đúng không? Trời ơi, cứ mỗi lần mình phá cửa thì mình tốn một ít tiền á, không rẻ đâu. Mua đạn nữa nè. Đâu rồi anh em ơi, đây nè. Hình như là mình phải đi vô hầm này nè. Trời ơi, sao cứ bắt mình phá cửa hoài vậy, mình còn có 800 mấy à, hết tiền rồi. Hình như mình qua cái rau 6 rồi kìa. Anh em đâu hết rồi, đây nè. Trời ơi, mấy thanh niên này. Hello. Thế luôn. Mình phải giết nhiều zombie kìa, mình mới có tiền, mình hết tiền rồi. Chán mấy thanh niên này thật sự ấy. Để gom cái đống này này không bắn. Vào đây.
chạy vô là nghề của mình mà. Ui cha, lẹ vậy. Mình chưa có tìm hiểu nhiều lắm về cái chế độ này, như là nó còn có nhiều cái ví dụ như nâng cấp súng này nọ hay sao đi mà. Mình mua những cái item á, những cái item mà để để cover những cái bắn zombie này mà mình chưa bò ra nữa. Ôi sao cái mình tôi bắn gì trời. Em đã hết rồi. Lúc này được cái gì nè phải không? Rau 7 rồi kìa. Đây nè, phá cái cửa này đi nè. Phá cái cửa này để mình đi tiếp kìa ông nội ơi. Quên nữa, mình mua đạn đấy anh em ạ. Cũng hơn là đạn khá là rẻ thôi. Đạn chỉ cần 250 cái tiền thôi là mình mua được rồi. Là full đạn rồi. Có cục cái lũ đạn múa đâu nhỉ? Ở trên cái bản đồ kìa. Không thấy cái lũ đạn. Eat lead. Hình như là cái cây M4 của mình hơi yếu thì sao ấy. Cái này là gì ta? À mình mua nước uống à. Mua nước để chạy nhanh hay gì á. Ui nó sau lưng quá trời luôn. Lẹ rồi. Ủa anh em ơi, phá đảo anh em ơi. Cái này nếu mà cover nhịp nhàng anh em là mình nghĩ chắc là phá đảo được đấy. Cái hướng mũi tên nó chỉ kìa, sao mấy thanh niên này cứ đứng ở bên kia làm cái gì nhờ. Không biết chơi à. Nè không. Ê, mình đã sợ tốn tiền là mấy thanh niên này nữa, chị khổ ghê á, 1.500 của tôi. Vô đây nè mấy cha ơi, thiệt luôn á. Maybe there's some sort of archaic sensor-based door system. Perhaps those are very popular. Mẹ ơi. Mẹ đâu, ui mẹ ơi, nó khui từ đó lên à. Good thing Omega Group decided to pick up where they left off. Mỗi chú vô nè con. We need to figure out how to unfuck this situation. Mở cửa tốn tiền hay gì anh em ạ. Nó toàn để mình mở không à. Có miếng gì mà không con. Bắn tốn đạn quá. Anh em ơi, chờ mình với anh em ơi. Anh em lẹ ghê ghê luôn á. Cái này là gì? Thôi mình mua đạn cái đó. Mở cửa đi đi. Ô cái này chúng gì đây ta? AK-74U à. Hình như là mình gắn cái cửa này là mình cũng có tiền nè, phải không? Đúng rồi kìa. Đây nè. Trời ơi, mấy thanh niên này chán thật sự luôn á. Đi đâu vậy mấy cha? Đâu hết rồi, qua đây nè. Ai cho mày phá, ai cho mày phá. Ôi đây, đâu vậy, đâu vậy. Con bà nhà mày. Ôi cái định mệnh, sao nhiều quay. Chết tôi rồi, nhiều quay rồi. Á, đồng đội chén thực sự. Undead friend. Ủa còn lớp lớp chứ kìa. Giết nó nhanh anh em ơi, mệt hết. Bóc lớp nhanh lắm nha người ta. Ôi không xong rồi, đồng đội mình chán quá. Đừng đi sát ơi. Cậu lái ghê lắm anh ơi. Cậu lái ghê lắm anh ơi. That's what you get. Cái gì đây? Bị mở lấy hết. Súng này bắn ngon trời. Nó 2000 mấy của tôi luôn á. Có nên mua không vậy?
để mình quay ra mình mua đạn đó. Rồi ra 10 rồi kìa, rồi đồng đội mình ra hết ráo rồi. Đây nè mấy cha ơi, đi đi nè. Cái cửa này mình mới mở, đương nhiên mình phải đi đường này rồi. Đây cái cửa đây nè đúng không? Trời, má thanh niên nào nhiều tiền mở cửa giùm coi trời. Thế sao chát vậy ta? Cái súng này bắn canh khó quá anh em ạ. Cảm giác như nó lát sao nhở? Nó lát khá là nhiều so với khi mà mình làm game của ta. Mình game sẽ xuất hiện á. Ui, cái định rồi. Ôi, đi bay rồi, đi bay rồi. Ủa hình như là mình té xuống là nó không thấy mình hết ta. Có ai cứu trời. Dead. Cứu. Cứu rồi. Rồi cứu rồi. Hay quá, thank you, Minimil. Ôi chừng mệt. Súng có đạn quá. Hay quá. Rồi cái này cái gì có nên mua không đi trời. Mua luôn đi. Low rate of fire but high power. Rồi cái gì đây. Ở đây nè. I got a window for chopper exfil strike team. Take it if we need to regroup. Đó. Đứng xuống đây nè mấy ông nội ơi. Mình mới kích hoạt cái power gì kìa. Trời ơi, tớ là không đủ tiền rồi. À, đồng đội ơi xuống đây nè đồng đội ơi. Đúng rồi, thanh niên này đi lên mở cửa đi, mở cửa mở hết tiền. No money, no money, no money. No money. Open the door, open the door. Yeah, lấy. Hay chơi là bao nhiêu thế chứ. Đây nè. Kìa máy bay đang tới kìa, đúng không? Cái súng này bắn thấm đấy. Cái súng này bắn nhiều người thế nè. Undead tango down. Không nổ à. Mình cái kiểu bắn như này mình rất dễ bị móc lớp nha. Để hình mình sao nó dím không đi trời. Nát tọ. Chết tôi rồi. Có ai cứu không? Cứu đi. Cứu bồ đi, bắn giùm cho, cứu bồ đi, bắn giùm cho. Rồi xong rồi, mé đi bồ mình rồi. Thôi mình hết đạn luôn rồi kìa. Đồng đội ơi đâu rồi? Kêu. Kêu đồng đội ơi. Đúng rồi, lừa nó đi. Ráng lên. Yeah, không ơn, cảm ơn bồ. Cứ vô đầu mà bắn, cứ vô đầu mà bắn. Má đồng đội bị chơi hay quá. Hay quá đồng đội ơi. Mình đi đâu nữa ta? Mua đạn. Giờ mình đi đâu nữa nhờ? Ê, có độc kìa phải không? Fetch me their souls. Ôi sao lẹt vậy? Ôi mình kích hoạt cái gì nữa kìa mấy ông nội à? Đây con chó. À cái con này khi nó nổ nó sẽ khi nó chết sẽ rất nổ này mà. Thấy gì ghê trời. Stabilization at 100%. Stabilization restored. Anomaly generated.
ra mấy con chó này khi nó chết nó sẽ phát nổ. Doctor, do you know what this is? Trời. What is that? Nè. Nè, biết luôn, mình cứ thấy là mình chơi này. Nè, biết là cái gì luôn á. Cái gì vậy? Vị trí tức thời hả? Doctor Ray kìa. Rồi mình chơi quá khứ hay gì được kìa. Thôi gì vậy? Mình tới lên trên, mình tới lên trên. Team của mình bây giờ là nó trên rồi. Ôi sao ảo thế ta. Này mình tới đây đồng đội ơi. Ây chính mệt luôn. Nó phát nổ, nó phát nổ đây nè mà. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Xong qua lòng đất luôn hả? Trời ơi, mình mới gì lên trên mặt đất xong mà đừng mệt. Vãi. Chạy. Chết bà rồi, mình đi lạc rồi. Ủa? Ui, định mệnh. Gì đây? Ê, hình như mình nâng cấp gì nè đúng không? Áo giáp hả? Giáp đâu, giáp đâu, giáp đâu? Level 2. R3, bỏ, nghe tiếng gì kìa. Mình đi đâu đây mấy cha? Bót. Mẹ chứ con yếu vậy. Hay nha. Không xong rồi, cái chúng mình yếu quá. Bắt cua. Ủa cái gì nó vậy? Trời ơi. Sao cái con cái này nó trong mặt trời. I got signal lock on. Okay, what happened? Satellite malfunction. Weaver. This is incredible. Bây giờ đi đâu nữa? The anomaly. It's a bridge to the other dimension. Đấy. You know, the one currently spilling into our own reality. It thinks the creature has the ability to separate in half, both parts still functioning. Like a planarian worm. If a worm had legs. And was all clear. Phải không? Như đâu phải. Định bọn cho nó cũng liếm được kìa. Trời bố quê nha. Ủa sao mình ném nó không nổ nhờ. Ôi, ôi, kẹt. Tuổi gì? Đấy, kinh nghiệm bắt cua trong đột kích nè. Má thằng trâu quá. Bỏ mẹ rồi, sắp hết đạn rồi. Cứ lừa con này mới được lừa. Từ từ bạn ơi, chạy đi. Chạy. Chạy đi. Em chơi được với tụi nó đâu. Mua đạn cái đã, mình hết đạn rồi. Thanh niên này chạy theo mình luôn mới ghê chứ. Ai má con nó đấm mình một phát rồi mình xuống máu kinh chưa kìa. Phải chứ cái lúc này mình có cây RBD nhờ. Má mình vả cho thì sắp mặt luôn á. Ai con này trâu quá vậy. Boss rồi anh em ạ. Trâu quá. À thì ra nó phun được à. Nó phun chất độc hay gì ra kìa. Mày sắp chết rồi con ạ. Con cờ hó này. Lia.
Ngon mày dí tao nó đi, quỷ. Mình phải đổi súng gấp thôi anh em ơi. À, đổi súng trong đây nè. Ủa mình sao mình thoát được khỏi đây ta? Cái gì đây? Shotgun hả? Shotgun bắn được không? Chơi luôn. I'll be just fine with this shotgun. 75 viên à. Chết. Ít vậy. Full rồi, full rồi. Ấy. Được thì tập có 1 viên à, nhưng mà mình không biết. Thế thì toàn mấy bạn rồi. Phải chạy liên tục anh em à. Anh em ơi, trời ơi. Mày giết đi. Thế thì ra là bắn cái này là thật sự là ngon với anh em rồi. Ê, tức quá bị dồn vô rồi. Ăn cái đầu lâu được không? Kêu. Ủa sao mình không có máu vậy? Vãi lúa thì ai cứu chú coi. Hay quá rồi. Bắn cover cho. Rồi chạy đi. Lên em ơi. Đồng đội mình cover hay quá. Trời cái này mình biết đấy, lấy shotgun nó bắn xuống lắm anh em à. Một viên một thôi. Trời nãy giờ mình không biết. Nhân 2. Yeah, đồng đội mình lẹ vậy. Chết bồ rồi. Từ cứu bồ rồi. Đứng im coi, đứng cứu cho im. Ủa sao mình cứu nó không được ta? This'll do the trick. Cái gì nữa kìa, nó kiểu gì kìa. Ủa nó kiểu gì làm cái đó đi mấy mẹ ơi. Vô. Yeah. Còn làm gì nữa? Anomaly để gì? Nó khi nào nó phát nổ vậy? Trời ơi, tôi là xuyên không đi đâu ở đây. Ôi cái này định bệnh, chơi tất cả mấy vòng vậy. Ôi vòng 15 rồi anh em ạ. Ghê chưa. Nó bộ mình cũng trâu lắm chứ bộ. Nó bây giờ biết đi đâu để mua đạn nữa trời. Ở trên đây nó còn bán đạn không? Đạn đâu? Mình nhớ cái thùng đạn nằm ngay đây nè. Búa. Búa. Ồ cái này có 80 viên à. Ghê. Yeah. À, sao bây giờ hai viên mới chết vậy? Ủa sao thế? Cái cọc lên này vừa đập đạn vừa bắn không được à? Mẹ, nó đánh một phát chết luôn kìa. Vãi thiệt. Có ai không? Hit me. Mấy con dơm này khi mà mình bị thương anh em mình nằm xuống là nó không có dí mình, nó không có cào mình, nó dí cào mấy cái còn sống không mà, mấy đứa còn sống không à. Cứu đi, trời ơi, còn sắp hết nửa máu rồi kìa. Mấy anh với chị ơi, hit me. Đây nè, lừa, chạy đây cứu nè, đúng rồi. Nhanh lên. Yeah. Dead meat dropped. Không xong rồi. Cứu lên, chỉ còn một đứa còn sống thôi, cứu lên, cứu đi. Hit me. Mình dở rồi, mình không mua máu là mình dở rồi anh em ạ. À. Ê, tự cứu cho được không? Ê, tự cứu được không? Ê, được nè. Ê, mình còn sống đúng không? Đủ. Cứu. Chị ơi cứu em chị ơi. Má cái trọt kênh này bắn không ổn rồi anh em ạ. Rồi bạn ơi. Bây giờ mình phải cứu người nó chiến thuật anh em ạ. Má ơi cái gì kìa. Chị già đông quá vậy. Đông quá, từ từ
Đông lắm bạn ơi, chưa cứu được đâu. Sorry bạn nha, trời đông quá, mình không có lao vô được. Mấy cái cây này mỗi lần có 5 viên anh em ạ. Mà đã vậy không bắn được nữa chứ. Vừa nạp đạn vừa bắn không ổn. Mà giờ mình phải update làm sao cho cái súng này nó full đạn kìa, nó nhiều đạn lên kìa. Má đồng đội đâu hết rồi, chắc nó giận mình nó bỏ mình đi rồi sao anh em ơi. Sorry bạn ơi. Cái này làm gì ta? Mình nghe biết luôn á. À, Rustin à. Giống như là mình chế tạo hay gì phải không? Radio nè. Ồ. Mình sẽ gọi trực thăng tới. Ra hết đây. Ô, cái cây học lên là bắn phi chuẩn anh em à. Ôi. Từ mấy cha ơi. Mệt tôi dính ghê quá. Chỗ này. Ký tao nè. Má nó giỡn gì với thiệt với ông nội. Cút. Rồi xong, một người bị thương rồi, để mình vô mình cứu cho. Đâu. Không phải, nằm ở đâu vậy? Trời ơi, thanh niên kia đâu có chi vậy? Xa thế. This'll do the trick. Sao quá bạn ơi, đừng có đi xa như vậy, khó cứu lắm. Đứng vô. Bắn gì không chết thằng nào thôi. Quên thật sự luôn. Ui. Hai cái chọc lên này vừa nạp đạn không bắn không được mới nhục chứ. Exfil window is fired. Trời ơi, cái thọc gân này nó có 5 viên rồi, tức quá. Cái nhồi đạn như cái nhồi lồng lợn anh em ạ. Lâu vãi chưởng ra. Trời ơi, lại ai chết nữa kìa. Đừng có nó đi một mình mà, khổ ghê. Hình như là hai người đang cứu đúng không? Cứu đi bồi. Gắt quá. Hai đạn lâu quá. Ôi đừng mà nó bật kêu luôn kìa. Đã nói rồi đừng có đi mà. Xong luôn. Thế mình dở rồi. Hai đồng đội này sao vậy ta? Toàn mẹ rồi, giờ có ai đâu cứu. Trời ơi, nãy giờ mình không biết mua cái máu ở đâu luôn. À đúng rồi, cái bình nước, trời ơi, cái máy bán nước tự động. Giờ mình mới nhớ ra. Cứu đi, cứu đại thằng đi, nhanh lên. Rồi thằng kia quay cứu với coi. Kêu. Bắn phụ chứ nè, rồi xong hết đạn luôn rồi, rồi xong rồi. Bạn ơi, tổ lái này cứu mình được không bạn ơi? Má chết luôn rồi. Bãi thiệt. Đấy mình chết rồi anh em ạ. Không còn đi được nữa hả ta? Ai cho tôi chơi với? Cái máy này máy gì? Trời cái máy nước nè. Trời gì mà không biết mua. Đó thật sự luôn á.